Mọi người ơi, và hiện tại là Tường đã ngồi vào vị trí của mình rồi, vị trí là mai mối đó quý vị. Và đây là bạn trai Tường cũng chưa thấy mặt luôn. À, nãy giờ ngồi đợi Tường có sốt ruột không? Dạ, em có sốt ruột. Hiện giờ cảm giác đang như thế nào? Hồi hộp này. Hồi hộp, dạ. Bóng tối nó hơi khó chịu một chút đúng không? Dạ. Rồi, ráng chịu xíu nha. Thưa quý vị, bây giờ Tường sẽ vào trong và sẽ mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay ra. Và sẽ có một cuộc trò chuyện rất hấp dẫn. Chúng ta đã ra vườn rồi, nắng ấm rồi. Đây, ngồi vào đây, đây là ghế. Ok. Rồi, sau khi hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình thì chúng ta có thể mở mặt nạ ra và bắt đầu cuộc trò chuyện. Dạ, cảm ơn chị. Ok, chào hai bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường. Hiện tại là bây giờ mình đang ngồi đối diện nhau rồi đó, chỉ cách nhau một trái tim thôi. Nhưng mà chưa tới giờ mở cửa trái tim đâu. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu với nhau thật lớn để cho người bên cạnh có thể nghe được về một số thông tin về bản thân mình. Rồi, mời bạn trai. Mình tên là Minh Trung. Hiện tại là mình làm việc tại bệnh viện, là ngành nghề là y tá. Hiện tại sống ở thành phố West Covina. Làm tại bệnh viện nào? Bệnh viện LAC-USC Medical Center. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em tên là Luan Trinh. Em hiện tại làm nấu bếp cho nhà tù của Orange County. À, nấu bếp cho ai? Mấy nhà tù ạ. Ồ, dạ. Hay quá vậy, có làm công việc đó luôn á hả? Dạ. Em làm công việc được bao lâu rồi em? Dạ, em làm 4 năm rồi chị. Mình có sợ gì không? Dạ, ban đầu em hơi sợ nhưng mà biết rồi cũng quen. Mà tù đó là tù của nhiều thành phần hả? Dạ, em tù đó là... cái tù đó là lớn nhất của quận Cam. Wow. Dạ, chứa cỡ 3.200 người. Wow. Dạ. Hy vọng là không có anh tù nào để ý thích em. Yeah. Rồi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Hồi nãy em chưa giới thiệu tuổi đúng không? Em 33 tuổi. 33 tuổi, một bên là y tá, giúp đời giúp người. Một bên là nấu cơm cho nhà tù, cũng giúp đời giúp người. Còn hai công việc có vẻ cũng rất là phù hợp với nhau. Em tự thấy là mình có những cái điểm mạnh nào, cái điểm nào chưa có mạnh ở trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình? Dạ, đầu tiên thì em muốn nói về điểm mạnh của em là em tự lập được. Em không có thích nhờ gia đình. Dạ, em tự lập, em làm việc rất là cố gắng. Em có mục đích là mong sau này thì em để dành nhiều tiền rồi em mua căn nhà ở quận Cam. Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì em có thể mua được nhà? Theo như cái kế hoạch của em á, bao nhiêu năm nữa? Cũng hơi lâu rồi chị. Hơi lâu thì mình nhà ở đây mắc quá. Chị hiểu rồi, nhưng mà ví dụ kế hoạch 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm mình phải có cái plan của mình chứ. Chừng nào nhà nó hạ giá thì mua. Có quá. Chừng nào nhà có hạ giá em có mua, em rủ thì Tường mua với nha. Rồi, ok, đó cũng là một cái định hướng trong cuộc sống rất là tốt. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Dạ, em nấu ăn rất là ngon. Em biết nấu ăn. Em nấu món được Việt. Món Việt cũng có, món Hoa cũng có. Em nấu món Ý cũng được. Món Mexico, món Mễ cũng được. Em thích ăn đồ của nước nào? Dạ, em thích ăn món Việt. Món Việt. Bên này món Việt nấu ngon nhất là món gì? Em nấu ngon nhất là mấy cái đồ xào. Và em cũng biết làm gỏi cuốn, bò bí này nọ. Gỏi cuốn ngon lắm á. Ở đây thích ăn gỏi cuốn không? Chấm nước mắm hoặc chấm tương rất là ngon. Rồi còn điểm yếu của mình thì sao? Dạ, điểm yếu trong cuộc sống thì em suy nghĩ hơi bị gọi là tiêu cực chút xíu. Coi như là buông xuôi chút, hơi bị dễ chút xíu. Nhưng mà có nghĩa là thí dụ có cái sự việc gì nó em cảm thấy nó khó khăn thì em dễ buông xuôi. Dạ, hiện tại em cũng cố gắng khắc phục cái điểm yếu của em. Dạ. Rồi, nãy giờ bạn gái đã giới thiệu rồi, giờ đến phiên mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Thì Trung làm y tá ở bệnh viện, cũng là bệnh viện của County, cũng làm trong phòng mạch mắt và có tiếp xúc với những inmate, là những cái người mà tù. Khi mà họ tới, họ có vấn đề, khi mà họ trong tù, họ đánh lộn gì đó, kiểu như bị bầm mắt, bầm gì đó, họ cũng tới cái phòng mạch của Trung để mà thái mắt. Nên trong các môi trường làm việc của Trung thì Trung cũng tiếp xúc với những người tù. Điểm mạnh của Trung thì là Trung qua đây là dạng là du học sinh, xong rồi cũng cố gắng, rồi bươn chải, rồi học tốt nghiệp ra trường, rồi mới có một lớp vị trí tốt làm việc trong bệnh viện. Là hiện giờ có quốc tịch ở đây chưa hay là vẫn còn là người là du học? Trung có thẻ xanh, là tháng 8 này Trung sẽ thi quốc tịch. Điểm yếu của Trung là vì cái cái tính đó, nên kiểu như khi làm gì thì kiểu như là cứ đâm đầu, kiểu như tập trung làm cho bằng được, nên nhiều khi không có để ý đến cái chuyện giống như là vui chơi giải trí hay là hội họp bạn bè, nên cũng như quá tập trung vào một cái việc mà mình muốn làm. Là điểm yếu là Trung thấy là mình phải nên dung hòa mọi thứ, kiểu như có giải trí, có theo đuổi công việc thì nó tốt hơn. Bây giờ tới cái tình trường, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 2-3 mối tình, nhưng mà mối tình mà để lại sâu đậm nhất của em là chỉ có một thôi. Cách đây bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng là 1 tháng rồi. Nhưng mới có 1 tháng thôi. Dạ tại vì em chia tay lúc đó. Em quen được bao lâu? Em quen được 3 năm. 3 năm mà mới chia tay có 1 tháng thôi? Dạ tại vì trước khi một chia tay là em và anh đó có giống như là không có nói chuyện lâu rồi. Cái xong rồi em mới quyết định là buông xuôi. Là khi mà quyết định buông xuôi là cách đây 1 tháng. 1 tháng, nhưng mà thực chất là đã không còn giống như tình cảm như xưa là lâu rồi. Cả hai đã lạnh nhạt với nhau, lẫn không quan tâm với nhau nữa. Nguyên nhân vì sao như vậy? Tại vì em muốn có một gia đình với anh đó, thì anh đó chưa có cho em điều kiện đó được. Dạ. Có nghĩa là người ta vẫn quen nhưng người ta không tính tới cái hôn nhân, đúng không? Dạ. Thật sự cái điều này thì Tường rất là đồng cảm. Tất cả các em phụ nữ á, mình luôn luôn mong muốn có một cái gì đó nó ổn định trong cuộc sống. Tình cảm cũng vậy, mình muốn có một cái gia đình. Bởi vì bản chất cơ bản, cái cốt lõi của người phụ nữ vẫn là người phụ nữ của gia đình, mái ấm gia đình. Dù ở đâu, dù ở Việt Nam hay dù ở Mỹ, thì người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng như vậy hết. Và hôm nay em cũng đừng buồn, chị cũng chia sẻ với em một thông tin luôn. Cách nhanh nhất để quên một người đàn ông là hãy tìm tới một người đàn ông khác. Rồi, bây giờ còn em sao? Tình trường của em như thế nào? Trường của em thì cũng không chính thức là quen biết nữa. Tại vì 13 năm qua, 12 năm qua em ở Mỹ thì em cũng ở Mỹ, không mà các em không có về Việt Nam. Nên khi mà có người thân, bạn bè trong nhà giới thiệu thì kiểu như tụi em có tài khoản Facebook, xong rồi nói chuyện nhắn qua nhắn lại. Là ở Việt, cái người đó ở Việt Nam? Có một người ở Úc, một người ở Việt Nam. Có cái gì thân mật hơn chưa? Dạ chưa luôn. Bởi vì kiểu như là hôm nay là em của em thấy em giống như không có nỗ lực, không có đi ra tự tìm kiếm bạn gái, nên em của em đã đăng ký cho em chương trình. Anh này có vẻ cũng học hành quá cho nên cũng hơi nhút nhát. Nếu như em gặp được đúng người vừa ý thì cái kế hoạch của em là khoảng bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Là khoảng năm sau, khoảng 2020. Rồi đó, nghe kế hoạch của ảnh rồi ha. Có nghĩa là nếu mà hợp là sẽ có đám cưới, chứ không phải giống như anh kia quen 3 năm không chịu cưới, cho nên là đừng lo. Vậy là hai bạn nãy giờ nói cái vị trí là mình ở gần nhau không? Dạ, em nghĩ anh đó ở cách em chắc cũng 40 phút. Vậy là quá gần, tại vì Tường thấy như ở Mỹ này mỗi lần đi ăn sáng không cũng phải mất 40 phút. Mỗi lần đi ăn trưa cái cũng mất 30-40 phút. Như vậy có nghĩa là gần nhau rồi đúng không? Thì bây giờ chị nói bây giờ hai bạn chưa có thấy nhau. Tường cũng chưa biết hai bạn có hợp nhau hay không. Nhưng mà nếu hợp là Tường khuyên em là phải tự tin lên, quyết liệt vô, chứ đừng có rề rà trên mạng nhắn qua nhắn lại là hỏi thăm, nhưng mình phải trực tiếp gặp mặt đối mặt thì mình mới trao đổi nhau dễ hơn, mình mới có cái cảm xúc thật sự, rồi mình mới tính những cái chuyện lâu dài được nha. Rồi em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai là tạo cho em sự ấm áp và sự gọi là tiếng Anh gọi là safe, là safe có nghĩa là không có em lúc nào cũng sợ. Tại vì mối tình trước đó là lúc nào em cũng sợ là không có cái nơi dừng chân. Để một cái nơi mà mình có thể tin tưởng được, mình dựa dẫm được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cho nên em muốn một người đó tạo cho em cảm giác đó. An toàn. An toàn, đúng rồi, cảm giác an toàn, và người đó nếu lãng mạn thì càng tốt. Có lãng mạn không em? Nghi hồng quá. Sự an toàn, sự kiểu loyalty, sự tin tưởng. Có. Kiểu như là có, còn mà lãng mạn thì em phải học hỏi. Tôi nè, cặp mắt tôi nhìn người hay lắm, tôi biết không có. Tại vì nếu lãng mạn thì bây giờ đã không ngồi đây. Em cũng thông cảm cho anh một chút xíu, cần sự chân thành. Rồi nhưng mà em cũng phải học hỏi, chứ không phải mình nói tôi không biết lãng mạn. Tại vì phụ nữ ai cũng thích lãng mạn, chứ nếu mà mình cứ nói mình không biết lãng mạn là không được. Đồng ý không? Mẫu người của em mong muốn tìm là mẫu người như thế nào? Dạ, về ngoại hình đó nha. Dạ ngoại hình thì em mong là người đó cao hơn em, hoặc là bằng em cũng được. Cao có cao Dạ. Mắt mũi miệng. Mắt mũi miệng thì em không quan trọng lắm. Sĩ quan trọng là không có mắt mũi miệng. Ý là đẹp trai hay không thì em không có quan trọng lắm. Quan trọng là trong cái tấm lòng của mình thôi. Rồi, bây giờ chị có cho em tấm hình, em đoán thử coi anh ấy là ai trong số những người này. Xin mời em cho bạn gái một vài cái gợi ý nhỏ nhỏ để bạn ấy có thể nhận dạng được em. Mình là người đeo mắt kính. Nguyên tấm hình ai cũng đeo mắt kính á, chừng 20 người ai cũng đeo mắt kính hết á. Mình là con trai. Đương nhiên rồi, mình là con trai. Cái gợi ý cuối cùng, dễ dễ chút coi. Tôi ngồi nhìn ông đây tôi còn chưa nhận ra được ông đấy đó. Mình là người ngồi trong tấm hình đó. Hả? Dạ em cũng đoán ra được. Ghê vậy? Em đoán ra được luôn hả? Đâu đâu, em đoán đâu? Người này. Trời ơi, vậy là bữa nay chàng trai này của em đúng rồi đó. Trời ơi, quý vị nhìn coi tấm hình vậy mà cổ nhìn mà cổ đoán ra được luôn là cái anh nào luôn á kìa. Cô chỉ đây nè. Trời đất. Mọi người đoán thử giùm tôi cái coi mọi người. Trời đất. Nhìn tấm hình vậy mà cổ đoán ra được luôn. Cô chỉ một cái póc. Đây. Chị Cát Tường biết sao không? Sao? Tại sao em đoán được ảnh? Em nói chị nghe coi. Tại vì thường người Việt Nam mình chụp hình lúc nào cũng đưa hai ngón. Hay. Cô bé này rất là xuất sắc, rất là nhạy bén. Cô nói là người Việt Nam mình chụp hình thường hay đưa vậy. Men không đó? Hả? Men không? Dạ có. Hả? Dạ có. Thôi ngại quá, khó nói quá. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Cổ đã đoán ra được em ở tấm hình thứ nhất, không cần coi tấm hình thứ hai luôn nha. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Thì bạn gái của em thì em cần người biết quan tâm, chia sẻ. Còn ngoại hình thì kiểu như trên trung bình là được, chứ em cũng không có. Ai biết cái trung bình của em là như thế nào? Ăn thua là có người chia sẻ được ở nơi đất khách quê người cho nó ấm nó áp hơn đúng không? Hai bạn cũng đã trao đổi với nhau một số những thông tin. Bây giờ đến lúc quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy nhau quý vị ạ. Bởi vì khi trực tiếp nhìn với nhau, mắt chạm mắt thì chúng ta mới có thể trao đổi được cái cảm xúc cho nhau. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra. Hai bạn hãy chờ đón cái giây phút thiêng liêng này. Giây phút này quan trọng lắm. Bởi vì người ta nói á, yêu nhau hay không là ở cái nhìn đầu tiên. Sẽ có music vào đó. Rồi bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Làm đi, lãng mạn. Rồi ơi, phải đợi nhắc Tường nữa, chết rồi. Dạ. Anh bạn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về vị trí. Trò chuyện thật là vui vẻ với nhau nha. Một chút xíu Tường sẽ quay lại nha. Rồi cứ mời bạn gái nè, đút bạn gái ăn bánh cũng được nữa. Muốn làm gì làm đi, có mấy phút thôi đó. Em cứ làm cái này, mời anh ăn thử. Anh thích ăn bạn, cảm ơn em. Dạ. Đây là món gì vậy? Nấm xào với cơm thôi. Nấm xào với cơm mà. Em nấu sáng nay vậy hay là? Dạ em sáng nay em dậy sớm cho nên em nấu tối qua. Thank you. Nấm xào với cơm healthy. Cảm ơn em. Dạ cảm, không có gì. Em anh tên Trung. Dạ em tên là Trinh. Dạ tên Trinh, hai Trinh. Em á, thường thường đi làm á là thứ mấy? Có làm 5 ngày một tuần không hay là? Dạ em làm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai. Em làm từ 9 giờ sáng tới 7 giờ rưỡi tối. À, mình nghỉ thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư. Dạ đúng rồi. Vậy cũng có nhiều thời gian. Dạ. Còn anh thì sao? Thì anh thì đi làm ở bệnh viện thì anh làm 4 ngày một tuần. Ồ. Đây làm thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu. Anh nghỉ 3 ngày weekend. Ồ, ok. Weekend em đi làm, còn weekend anh nó. Dạ. Anh làm ở bệnh viện bao lâu rồi? Anh làm ở bệnh viện nó cũng được 3 năm á. Ồ. Anh qua Mỹ hết bao lâu rồi? Anh qua hồi 2006 á, cũng được 13 năm rồi. Ồ, ok. Còn em qua cũng trước anh 2 năm. Đó, dạ. Thường anh đi chơi, có đi chơi ngày off của anh không? Thường anh đi chơi thì kiểu như anh cũng đi. Cái đam mê chính của anh là ăn uống, nên khi đi chơi của anh đó là anh đi ra anh tìm những cái chỗ ăn mới, những cái quán ăn ngon, xong rồi anh ăn. Chứ anh cũng ít kiểu như đi xa, leo núi. Vậy hả? Em thì thích mạo hiểm, em thích đi leo núi này nọ. Dạ. Anh đang sống chung với ba mẹ hay sao? Anh hiện tại anh sống mình. Ba mẹ anh hôm nay qua thì dự đi từ Việt Nam qua đi du lịch, xong tới thăm rồi sẵn nhân tiện tham gia chương trình. Còn ở LA thì anh sống một mình. Anh cũng tự lập giỏi quá ha. Còn em vẫn còn sống với ba mẹ. Dạ em vẫn còn sống với ba mẹ. Hết giờ rồi. Sao tôi nghe toàn xa xa tò mò láng láng hóng tai nghe mà không nghe vô chuyện yêu đương gì, mà nghe toàn chuyện đi chơi đồ này kia không vậy? Rồi cổ làm đồ ăn cho em mà em không ăn luôn nữa. Đó, phải ăn biết tay nghề của người ta như thế nào chứ. Ủa món gì vậy em? Dạ nấm xào tiêu. Chị muốn xài thử không? Không, ta làm cho em phải thử chứ. Thử đi mới biết mùi vị người ta, tay nghề ta như thế nào. Chương trình mình là hẹn hò ăn trưa mà, đói bụng đâu có tâm sự được. Ăn bánh với em, ăn uống nước cũng được. Ý là cổ không muốn cho em tăng cân đó, điều cho nên là mới là cho ăn nấm đó. Ngon đậm đà. Mai mốt cưới cổ về là suốt ngày ăn cơm với nấm thôi đó. À, vấn đề là bây giờ nè, hẹn hò nhau, bây giờ em thử em suy nghĩ coi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên không tính bữa nay nha. Nếu một mình em với cổ thì em sẽ đưa cổ đi đâu chơi, em làm cái gì để gọi là lãng mạn. Em thử em hình dung ra chị Tường nghe thử coi. Đối với em lãng mạn chắc là mình sẽ tìm một cái công viên nào đó có cái hồ nước, xong rồi mình đi vòng vòng. Rồi mình đi vòng vòng công viên cái hồ nước đó, vừa đi vừa nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn và bày tỏ. Nhưng mà vậy chưa, cái đó nó phải gọi là lãng mạn. Cái đó mới là đi tìm hiểu, đi chơi, nói chuyện. Lãng mạn là em phải làm một cái hành động gì đó nó lãng mạn. Đi nhiều khi cổ mệt nữa. Chắc là sau khi đi bộ xong rồi hấp vô một cái nhà hàng nào đó ăn uống dưới ánh đèn vàng có bông hoa đó, ví dụ vậy là bắt đầu hơi mé vô được chút xíu nè. Có nghĩa là em phải set up trước. Em dẫn cô đi bộ cho cô có mỏi chân đúng không? Rồi em phải set up cho cái nhà hàng có hoa, có nến gì đó. Ví dụ vô em vô em búng cái tay chóc đó, người ta bưng đèn ra, búng chóc người ta bưng đồ ăn ra, thậm chí là violon đồ lên, là ví dụ vậy. Cái đó mới gọi là lãng mạn, được không? Để học hỏi, để học hỏi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ ha. Bây giờ Tường, trên tay chị Tường là có một cái sách bài. Ở trong đây nó có những cái yêu cầu, và nếu mà chúng ta bóc được những cái nội dung trong cái yêu cầu này á là cái gì thì chúng ta phải thực hiện theo. Mời em trai làm trước. Màu xanh. Màu xanh hy vọng. Đọc lớn lên. Không có gì hết. Có nghĩa là em được cái ưu tiên. Bây giờ em muốn hỏi bạn gái cái gì thì em hỏi. Trời ơi, hỏi gì? Một hỏi. Câu một thôi, suy nghĩ cho kỹ. Có giá trị nha, có giá trị. Hỏi giá trị là chút nữa bấm nút em có bấm nút không? Chút nữa bấm nút em có bấm nút không? Dù gì thiệt tình bực mình quá. Không có lãng mạn một chút nào hết. Cái chuyện người ta bấm nút hay không là cái chuyện của người ta. Mình phải làm như thế nào để người ta bấm nút, chứ đừng có hỏi câu là em có bấm nút hay không. Em phải làm cái gì đó cổ cảm thấy ồ ok anh này được, cổ mới bấm nút. Còn bây giờ em hỏi cổ là hỏi về cái gì đó, con người cổ, sở thích cổ, gia đình cổ, kế hoạch muốn kết hôn của cổ muốn sinh mấy đứa con, hay là cái gì đó em muốn. Cái gì em hỏi, tự nhiên hỏi. Trời, không lẽ tôi ở bút ghé, tôi ở đây hoài, tôi đi theo ông này cho ông chừng nào tới đám cưới tôi mới về chứ. Em có trời ơi khó quá. Em gái có hỗ trợ anh trai được đoạn không em gái? Đó, anh vậy làm sao mà chị mai mối được. Bây giờ hỏi một câu hỏi cho bạn gái, anh không biết hỏi cái gì luôn kìa. Đó, thấy chưa, thiệt tình luôn á. Em muốn khi nào kết hôn? Cái việc kết hôn hay không thì tùy theo cái tình cảm của mình ngay lúc đó thôi. Thời gian thì không có quyết định được. Người phụ nữ không thể quyết định được khi nào mình kết hôn nếu như không có cái sự chủ động của người đàn ông nhá. Nói cho vui thôi nhưng những cái sâu lắng thì em là vẫn phải là cái người quyết định. Nãy giờ cũng rất là nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi. Hôm nay là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau, chương trình chỉ cho hai bạn một cái cơ hội thôi. Còn có bấm nút hẹn hò với nhau hay không là quyền của các bạn. Chị Tường cũng chỉ là cầu nối cho hai bạn thôi. Bây giờ để cho các bạn mỗi người nói một câu cuối cùng trước khi đưa ra quyết định của mình. Các bạn sẽ nói gì? Muốn nói gì cũng được nhưng phải thật lòng. Và các bạn phải lưu ý là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này, rất là nhiều người, kể cả những người thân của mình cũng đang theo dõi. Trước khi mình đưa ra quyết định của mình, mời bạn trai nói trước. Thì qua một buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh thấy em là một người chân thành, thật thà. Anh cảm thấy là mình nên cho nhau cơ hội để mình hẹn hò và biết thêm nhiều về nhau hơn. Còn em thì thấy anh cũng là người thật thà và chân thành, và em cũng đồng ý là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Rồi, bây giờ các Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Hãy nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận từ nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu thật sự trái tim ta rung động chúng ta mới bấm. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, bấm nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Không có rung động, không bấm nút, không vì lịch sự, không vì bất cứ một điều gì cả, chỉ vì chính bản thân và trái tim của mình thôi. Bây giờ Tường sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. và hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn thưa quý vị. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn có thể đứng về một phía và nắm tay nhau. Và chúng ta đang ở Mỹ mà, hình như hai bạn cũng hơi rụt rè đúng không? Tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn trai hãy nắm tay bạn gái và hãy hôn lên má của em một cái để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Bác cho con xin phép. Bác ơi, bác kìa, xin phép kìa bác. Hôn. Xin phép hôn á bác. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chúng ta đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa được tổ chức quay hình tại Cali. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy xem chương trình vào tất cả các buổi trưa trên kênh YouTube của MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò, và nhớ ấn subscribe để ủng hộ nha quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.